Rồi ok, xin chào anh em ha, đã quay lại kênh của Thành. Thì mình cho anh em xem, mình có hôm nay mình vừa nhận được một chiếc xe của một bạn khách. Thì mình thấy ở làm ở đâu á, nói chung là bạn khách này vừa mới sửa ở đâu á, nói chung là máy rất là kêu và không nổ được máy luôn. Nổ được nhưng mà không có guarantee luôn anh em. Thì này anh em thấy không, người ta mới sửa người ta thấy bánh nhớt ra này đó. Thì giống như là cái này mới làm này, nhưng mà làm chưa ok á, thì chủ xe biết đến mình qua bạn bè giới thiệu á, thì có mang qua tiệm mình để kiểm tra lại thử và sửa thử. Thì trước tiên mình thấy ở đây á là nước mát nó xì nè anh em thấy không, nước mát xì này, như vậy thì nó sẽ hao nước mát này. Rồi thì máy nổ rất là kêu. Mình trước tiên mình thấy ở đây á là cái tăng cam này này cũng mới thay luôn, còn rất là mới đó. Thì có thể là chỗ nào đó làm người ta là thay cái tăng cam khác và thay cái tăng cam này, và không biết mình biết là canh chỉnh nó có sai thì không, mà máy cực kỳ kêu và không khó, rất là khó nổ máy nha. Rồi thì mình có thử bấm một phát nổ máy cho anh em nghe thử ha. Không, rất là khó nổ máy luôn bạn. Nó rất là khủng khiếp đó. Anh em nghe biết rõ con không 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 kia luôn không đó. Rồi thì bây giờ mình thả ra này, nó nổ này. Không biết là nó có lột lớp gì trong đây không nữa. Những cái tăng cam này nó rất là nguy hại anh em. Mình đã nói là phải biết cách canh chỉnh, không biết canh chỉnh là rất là nguy hại nha. Đó. Thì hồi nãy mình vừa nổ máy nó không được luôn, bây giờ nó nổ máy được rồi nè anh em. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo em nó ra, bung nó ra và kiểm tra nó đã sai cái gì và nó bị mắc cái lỗi gì. Rồi mình sẽ nếu mà đơn giản thì mình fix lại cho chủ xe luôn, còn nếu mà bị lột lớp gì đó mình sẽ báo lại cho chủ xe và tìm cách hướng giải quyết ha. Mình vừa tháo tới đây là mình thấy là có một sự can thiệp của nói chung là có một canh chỉnh của một nơi nào đó, canh không có chính xác nha anh em. Thì mình có quay đúng điểm T này, thì sân cam thì mình thấy còn khá là ok ha, không có trùng, không có giãn gì đó, ok. Nhưng mà cái đồng tiền canh khủng khiếp lắm. Đây nè anh em, mình cho anh em thấy này. Cái đây là 0.75 đúng không? Nhưng mà thọc vào là nó tụt lút luôn á anh em. Khoảng hở quá lớn, canh chỗ này là sai nha. Canh chỗ này là canh quá sai. Thì anh em thấy không ta? Đây, thì đây là cái cò xẻ. Thì anh em thấy là mình đút cho nó thọc lõn luôn á. Đút qua nó cực kỳ dễ luôn. Đây. Này 0.75, cỏ này thì quá hở. Cái cò này chỉ cho phép là 0.20. Nếu anh em nào mà biết canh kỹ thuật tốt á, thì có thể là 0.20 hoặc là thấp hơn một chút xíu, trong cái lanh quanh khoảng đó thì nó cực kỳ êm nha. Đó. Thì cái này tới 0.75 là nó hơn tới 0.50 luôn, nó quá lớn. Còn cái đó thì cái số bắp xẻ nạp á, cái cò nạp này anh em. Đó. Nó không sơ xịt được luôn, nó quá căng luôn, nó làm cho đội cái số bắp thì nó mất hơi. Thì cái xe này khó nổ máy là vậy anh em. Cái xe này khó nổ máy là do cái số bắp nạp nó đang bị hở, nó không có hơi, nó rất là khó nổ máy. Còn cái số bắp xẻ thì nó sẽ kêu. Còn thì á thì mình thấy nó khá là ổn, khá là ok, canh rất là đúng. 16 mắc ok đúng. Thì cái này là căn bản, quá căn bản luôn. Thì để làm thợ là phải canh được như vậy anh em. Đó thì có một số lỗi như thế thôi. Thì giờ mình sẽ canh chỉnh lại, xong rồi sẽ mình nổ máy thử nó có êm hay không. Nếu mà nó không êm thì mình tìm cách giải quyết khác. Theo cái nhận định mình là cái xe này có thể nó bị kêu đồng tiền, xong rồi chủ xe đem đi canh xong cái nó kêu nhiều hơn mà lại khó nổ máy hơn nữa. Tiếp theo này, vừa mới tháo ra này anh em, thì đồng tiền canh, nói chung là đồng tiền canh sai bét hết luôn, sai bét tại là nhà luôn. Với lại là anh em thấy không,
người ta dùng những cái miếng này người ta chơm vô này chứ không phải đồng tiền, tại vì người ta không đủ những cái size á, nên người ta sẽ canh không canh chơi kiểu này là rất nguy hiểm nha anh em. Chạy nó mấy miếng này này nó dập này, rồi có ngày nó bị quăng ra ngoài đó anh em đó. Thì anh em lưu ý là đừng có canh theo kiểu này. Rồi tình trạng cái xe này á thì ốc á, mấy con ốc của chụp cam á thì con thì lô, con thì zin, nói chung là đồ lô nó tràn ngập gần hết luôn bộ ốc zin rồi nha anh em. Thì chú ý có xem mình lưu ý nha. Rồi ở phần quan trọng nhất là cặp cam, mình nói là cặp cam này nó rất là xấu, nó rất là xấu luôn. Cho các bạn xem này, cái này không phải là sập nữa mà nó bị xước rồi, cào cái tay nó gượng luôn á đó. Thì mình không biết là chủ xe đi như thế nào mình không biết được, nhưng mà mình thấy kiểu này là không ổn rồi, nó bị xước rồi nha anh em, nó bị xước rồi, nó bị cào, nó bị gợn rồi đó. Nói chung là cặp cam rất là xấu. Thường là cái cam in là xấu nhất rồi đến cái cam ẹt, tại vì cái cam in là luôn luôn nó bị thiếu nhớt ha đó. Thì nó đây này, anh chủ xe là chú ý nha, anh chủ xe có xem clip này thì chú ý là thay nhớt rồi cho nó kỹ càng nha, ăn đi rồi cho nó kỹ nha, đừng có bỏ giải nữa, thì có ngày nó lấp cặp cam là tốn tiền nhiều lắm á. Rồi thì cặp cam này nó đỡ hơn xíu, cam ẹt á, cam ẹt thì mình nói là nó luôn luôn là nó đu nhớt hơn, thì nó đỡ hơn xíu, nó đỡ xước hơn đó. Anh em nghe tiếng cào không, cào nó nghe thẹt 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 luôn, là nghĩa là nó đang bị xước rồi đó. Còn mà nó có cái lành không, nó không có xước á thì ok không sao, nhưng mà cái này thuộc dạng nó xước rồi anh em. Rồi thì bây giờ mình vừa mới canh đồng tiền xong thì mấy cái thông số của nó này hở quá trời hở luôn, chứ lại là người ta canh cái kiểu mà không có đồ canh, người ta chêm mấy cái miếng này vô này là sai ha, chạy không được đâu, nó dài bữa là nó bật ra rồi, nó dâng ra ngoài mất rồi, nó lại nguy hiểm cho cục máy của mình. Thì nên anh em, nếu mà anh em thợ nên trang bị cho mình một cái bộ đồng tiền để mình canh cho nó ok ha, chứ không có canh theo kiểu mà chơi trái như vậy được. Rồi thì vừa mình canh xong rồi thì mình có clip mình quay lại tiếp đoạn tiếp theo cho anh em xem, đó là cam cò như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lại và nổ máy, bước cuối cùng mình nổ máy cho anh em nghe thử tiếng máy như thế nào ha. Rồi ok. Tiếp theo cái clip đoạn bữa là mình canh cái đồng tiền của chiếc này, nhưng mà nó bị cũng không được luôn, tại là con cò đây mình có thay con cò mới đây này, thì anh em nhìn con cò này, con cò nó bị bớ bắt đạn rồi, nó sụt rồi này, canh lúc thì căng, lúc thì căng, lúc thì bị lỏng nên canh không được, nên buộc mình phải thay con cò. Anh em nhìn trong đây này, có bắt đạn nó bị bớ ra đó, nó lách rất là rơ luôn này, chung là lách hết rồi, nó bào ra rớt bạc đạn luôn nè. Anh em nghe không, mình lách nó kêu à đó. Nói chung là phải thay bó rồi, đây mình thay ra là con cò mới này, cực kỳ mới và đẹp luôn, sạch bóng luôn. Rồi tiếp theo là cái nắp chụp cam nữa, nói chung là xe này mua cũ nên hư bấy bá luôn á. Nắp chụp cam cũ này, nắp chụp cam cũ á thì nó mòn, nó bị lóng cái cốt cam rồi, thì như thế thì không thể nào mà canh em được, nó bị cốt cam bị lóng này, rơ đập lên quả đầu rồi là không em được, buộc mình phải thay một cặp đỡ nhôm đây nè anh em. Đó, đây là cặp đỡ nhôm mới này, mình vừa mới thay xong rồi, mình vừa phay lại đi lại cái lỗ mới này, mới đẹp đó anh em, thấy không, mới cứng luôn hai bên đó. Thì mình đi lại cái phay lại cái rãnh có khung cam, rồi thay cái nắp chụp cam. Đó, thì bây giờ mình sẽ đầu canh lại, nói chung là bữa nay mất cũng vài ngày rồi, nói chung cái đầu này bữa nay là từ bữa canh đây là 3 ngày, đi làm lại phần đầu này mất 3 ngày rồi. Những cái ốc đây nè anh em, nó bị cuộn ren á, mình tốn thêm thời gian nữa làm mấy cái sơ mi nữa. Thì ốc cái này á là xe á là người ta lúc người ta làm trước á anh em nhìn này, không có ốc nào còn zin đó, được một hai con ốc zin à đó, bây giờ không tìm ra ốc zin luôn, nên là người ta gắn ốc lô hết anh em, thấy không, con ốc zin nó là con ốc nó màu đen như thế này này đó, con ốc zin là ốc màu đen như thế này này, nó rất là xịn ha. Còn cái ốc này là ốc lô này, ốc màu trắng này đó, ốc này còn là ốc máy á, nhưng mà nó là không phải là ốc ở trên đầu, thì nó không phải là ốc xịn. Thì bây giờ thì mình cũng đã làm xong hẳn đây, là thay xé số bắp lại luôn, rớt đầu cạo khói xé số bắp rồi thay luôn con cò mới, rồi mình sẽ tiến hành canh lại.
và vừa làm cái khung cam này luôn thì chắc chắn sẽ êm rồi đó. Mình sẽ tiến hành canh lại rồi mình sẽ tiếp tục nổ máy quay clip cho anh em xem thử ha. Thì nói chung là nhiều anh em hỏi là cái xe mình bị hư như thế thì làm bao nhiêu tiền, thì nó phải nói là thật sự rất là khó. Mình chỉ ước chừng trong cái khoảng bao nhiêu tiền đó thôi. Khi mình tháo ra xong mình sẽ cho anh em, mình sẽ kêu anh em tới xem đồ đạc nó như thế nào ha. Nói chung là mình sẽ cho anh em xem đồ đạc của tình trạng xe như thế nào, mỗi xe mỗi khác. Như cái xe này anh em thấy không, xe này mua cũ lại hầu như là toàn bộ đồ của nó đã bị thay thớ và bị hư, bị phá hủy rất là nhiều, rất là nặng, nên là số tiền của nó khác so với những anh em mà mua xe mà trước giờ mình đi lại đồ zin không có phá, không có dợt, không có, nói chung là xe không có làm, không có làm gì nhiều á, thì cái đồ zin nó vẫn còn và cái không hư hao gì nhiều á, thì anh em sẽ ít tốn tiền hơn. Đó là lý do tại sao là mình hay nói là anh em cứ ghé tìm mình báo giá trước, ví dụ tháo đầu ra làm nó có những cái gì đó mình sẽ báo chính xác cho anh em. Chứ còn ví dụ như là mình chỉ canh giá tiền ước lượng cho anh em thôi ha. Rồi thì giờ mình tiến hành canh đồng tiền xong, mình cuối cùng cái bước nổ máy như thế nào mình sẽ cho anh em xem lại. Thì cặp cam thì không sao, vẫn còn ok, xài lại được. Nắp cặp cam thì mình thay mới này, quá đẹp luôn. Làm như thế này thì chắc chắn nó ôm hết cây cam rồi là nó sẽ êm ha. Rồi canh đồng tiền chuẩn thông số đúng bài nữa thì ok, đi ngon lành. Đó thì anh em mua xe cũ thì nên chú ý là mua bạn bè hoặc là mua những cái chỗ nào mà uy tín xíu. Như này là bị thuốc quá nặng nha, bị thuốc nặng lắm luôn, chủ xe rất là đau đầu cái vấn đề này. Nhưng mà mình chỉ cần làm lại từ từ nó sẽ ổn hết đó cho chủ xe nha. Rồi ok, đây là anh em. Thì chiếc xe này mình vừa mới ráp xong này, nói chung là canh lại hết cả một thứ luôn. Thì tấm lại là mình thay những gì thì thay cái tăng cam, rồi mình canh đồng tiền. Nhưng mà cái con cò nó bị hư á, con cò của số bắp xẻ nó bị hư á, thì mình có thay lại con cò mới rồi. Rồi mình thay hai cái số bắp xẻ luôn, tại hai số bắp nó rơ quá, rồi mình xoay số bắp lại luôn, mọi thứ là ok. Thì bây giờ mình vừa mới ráp xong thôi, thì mình nổ máy rồi đó, mình kiểm tra xem máy nó có êm hay không, rồi mình sẽ giao xe cho chủ xe luôn. Thì cái xe này làm khá là nhiều anh em, rất là nát luôn. Thì cái khung cam nữa, khung cam nó bị lọt rồi, nói chung là bị quát á, dạng bị quát ra, cái cam rất là lóng, nó rất là kêu. Thì bây giờ mình canh đồng tiền lại, nó cũng không có êm được. Thì mình có làm lại cái chụp cam mới và phóng lại cái lỗ mới thì nó ôm hết cái cam hơn, là nó ok, nó êm hơn. Nhưng mà giờ tiếng máy nó còn có rất nhiều tiếng vọng, tại vì cái xe này nó quá nát. Hay nói là cái xe này quá nát luôn em, đầu lòng nồi nói chung là hư hết rồi, không còn cái gì mà gọi là còn ok nữa. Thì bây giờ chủ xe không có tiền nên còn làm phần đầu trước, thì mình cố gắng canh chỉnh cho nó êm ái, rồi mình hẹn chủ xe là 1-2 ngày nữa để đến mình kiểm tra xem máy nó có cái đồng tiền không. Thì mình kiểm tra xong rồi mình sẽ canh lại đồng tiền cho bạn ấy một lần nữa ha. Thì thường là mình rút swap ra làm thì mình thường hay canh 2 lần lắm anh em. Thì như vậy nó mới êm được. Rồi lòng trái nói chung là nó đã giảo hết rồi, kêu dữ lắm, nó giọng cành, nói chung là đó. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe. Nói chung thì cũng cái mức mình fix phần đầu thôi, thì những cái lỗi khác thì không thể nào nó êm được anh em. Thì nếu anh em có tiền thì mình buộc phải làm hết luôn, làm hết từ chân lòng trái, bê tông mới, ác mới, rồi chỉ ra ép chân này kia, làm nồi lại thì nó mới ok được. Rồi thì bây giờ mình sẽ bấm thử nổ máy cho anh em coi thử ha. Đó rồi, tiếng máy này anh em nghe tiếng máy này ok. Nói chung thì trong cái phạm vi mình làm thì có máy này cũng là ok rồi. Khá là ok, cũng ổn thôi. Nói chung là cỡ này cũng ổn đó, đi tạm thôi. Còn khi nào chủ xe có tiền đó thì mình có thể là làm kỹ hơn và làm máy nó ok hơn, nó êm ái hơn ha. Ok, cỡ này đi. Rồi đó thì gan ti này kia là mình cũng canh chỉnh lại ok rồi anh em, 1.500. Đó thì gan ti này kia mình canh chỉnh lại hết trơn rồi ha. Rồi thì chỉ có cái phần đầu thôi mà nó vất vả khá là nhiều. Đấy, đây là bên bên sân cam rồi á, bên sân cam rồi bên đồng tiền rồi, nó hay kêu bên này nè, anh em cứ nghe bên này là phát hiện ra tiếng kêu đó ha. Rồi ok, cái này là ổn, mình thấy cũng khá ổn rồi. Khi nào chủ xe có tiền thì làm thêm. Dàn áo gì rơ rạc, dàn áo gãy bát rơ hết trơn rồi. Rồi ok,
Rồi, ok anh em. Thì chiếc xe này đến đây là kết thúc ha. Thì anh em nào có nhu cầu mà xe bị kêu hay là bị gì đó thì có vấn đề đó thì cứ ghé tìm mình kiểm tra trước. Ok thì báo giá, được thì mình làm, còn không được thì vui vẻ thôi, không có gì hết ha. Chứ mình chỉ gọi là nhiều anh em là gửi những cái clip cho mình nghe thì nói chung là mình nghe qua thì cũng nhận định được một vài phần thôi. Thật ra là mình nghe bên ngoài mới chính xác được, tại mình nghe ở bên này rồi mình nghe đủ chỗ hết, rồi mình kéo ra thử cái tiếng máy nó kêu cái gì mình mới xác định được cái lỗi gì, mình mới làm cho anh em được ha. Chứ còn mà nói xác định lỗi qua điện thoại không thì rất là khó. Anh em chịu khó chạy tới tìm mình bỏ một chút thời gian ra mình kiểm tra cho anh em. Rồi ha, anh em nào có nhu cầu sửa xe thì địa chỉ màn hình đó, số điện thoại màn hình đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số đó cho mình ha. Rồi ok, bye bye anh em. Ha 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 ha!